Tổng thống Biden khởi xướng kế hoạch xóa nợ khoảng 4,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trước khi mã nhiệm. Ông Zelensky cay đắng thừa nhận Ukraine sẽ thua nếu Mỹ buông tay. Ukraine tăng cường năng lực phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật trong xung đột với Nga. Ông Zelensky tham vọng sản xuất 3.000 tên lửa. Ukraine không kích gần 700 km vào lãnh thổ Nga. Ông chăm chọn một chiến binh mạnh mẽ làm đại sứ Mỹ tại NATO. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những thông tin chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, trước khi kết thúc nhiệm kỳ, tổng thống Joe Biden đã đệ trình lên Quốc hội Mỹ đề xuất xóa khoản nợ viện trợ kinh tế trị giá 4,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Dù có sự phản đối từ một số nghị sĩ, đa số thượng viện vẫn ủng hộ gói viện trợ này. Theo KF Independent, mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề trình lên Quốc hội Mỹ đề xuất xóa khoản nợ viện trợ kinh tế khoảng 4,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông Matthew Miller, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Tổng thống Biden đang thực hiện quy trình trong luật để hủy bỏ các khoản vay của Ukraine Gói hỗ trợ an ninh 61 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ phê duyệt cho Ukraine bao gồm 10 tỷ đô la Mỹ viện trợ kinh tế dưới dạng cho vay. Các điều khoản trong gói này cho phép tổng thống xóa 50% khoản nợ. Ông Mueller cho biết Quốc hội Mỹ vẫn có thể chặn động thái này. Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc không cho thuận xóa nợ cho Ukraine do thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul đề xuất. Ông là người thường xuyên không đồng tình với các khoản hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên phần lớn các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng đều ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Trong nỗ lực cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, chính quyền ông Biden đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 275 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine. Gói này gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, hệ thống phá phản lực cơ động cao, đạn pháo, tên lửa Javelin và các loại vũ khí nhỏ khác. Lầu Năm Góc khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với khoảng 50 đồng minh và đối tác thông qua nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine để đáp ứng các nhu cầu cấp bách của Kiev trên chiến trường. Hai quan chức chính quyền cho biết, Mỹ đang gấp rút phân phối khoảng 6 tỷ đô la Mỹ viện trợ an ninh còn lại trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức bởi lo ngại dòng viện trợ vũ khí sẽ bị dừng khi ông Trump lên nắm quyền. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức, chính quyền Biden đã cam kết củng cố sự ủng hộ cho Kiev trước khi chuyển giao quyền lực. Tổng thống Zelensky nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, gần đây khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ ngừng hoặc cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine. Nếu họ cắt viện trợ, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thua. Ông Zelensky cho hay, Ukraine đang ở giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc xung đột với Nga. Sẽ rất nguy hiểm cho Kiev nếu không có sự thống nhất giữa các nước châu Âu về vấn đề Ukraine và quan trọng nhất là sự thống nhất giữa Ukraine và Mỹ. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ tin tưởng tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể chấm dứt xung đột. Ông Zelensky nói, "Sẽ không đơn giản, nhưng tôi nghĩ nếu sử dụng tất cả các công cụ mà Mỹ có thì ông ấy có thể." Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nói rằng ông có thể đem lại giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine thông qua đàm phán ông thường xuyên chỉ trích chính sách của Mỹ về Ukraine, thậm chí gọi Tổng thống Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất khi mỗi chuyến công du của nhà lãnh đạo Ukraine đều mang về các gói viện trợ trị giá hàng tỷ đô la từ Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ lần tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất châu Âu trong vòng 24 giờ nếu ông tái đắc cử và trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể thực hiện điều đó bằng cách nào. Hồi tháng 4, Washington Post đưa tin ông Trump có thể sẽ gây sức ép buộc Ukraine nhượng lại bán đảo Crimea mà Nga sắp nhập vào năm 2014 và vùng đột bát ở miền đông Ukraine mà Nga hiện đang kiểm soát phần lớn. Vào tháng 6, hai cố vấn hàng đầu của ông Trump đã đề xuất một kế hoạch ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine trước khi Kiev đồng ý đàm phán hòa bình với Nga. Đến tháng 7, Politico đưa tin, ông Trump được cho là đang cân nhắc khả năng đạt thỏa thuận với Nga về việc Ukraine và Georgia sẽ không gia nhập NATO trong tương lai. Tháng 9 vừa qua, phó tướng của ông Trump, ông Zidivan, từng phát thảo ý tưởng đóng băng xung đột cách thành lập khu phi quân sự và để Ukraine nằm ngoài NATO. Một nguồn tin giấu tên tại Ukraine cho biết, trong cuộc gặp hồi tháng 9 tại New York, ông Trump đã đặt những câu hỏi chân thành về cuộc xung đột cũng như kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Nguồn tin giấu tên cho biết, tôi đã nói chuyện với những người rất thân cận với ông Trump và họ nói rằng ông Trump hơi ngạc nhiên khi ông Zelensky không nói về những nhượng bộ từ phía Kiev. Thời báo Times vừa đăng bài nói về khả năng Ukraine phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật cấp thấp, giống quả bom nguyên tử tức bom A mà Mỹ từng thả xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945 nhằm ngăn chặn Nga trong tình huống Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine. Tờ báo của Anh cho biết, Ukraine có thể phát triển bom hạt nhân chiến thuật như trên trong vòng vài tháng tới nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngưng viện trợ quân sự cho Kiev một khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Bài báo của Times dựa trên một bản báo cáo đặc biệt được xây dựng để trình lên Bộ Quốc phòng Ukraine. Theo bản báo cáo nói trên, Ukraine sẽ nhanh chóng chế tạo được một loại vũ khí hạt nhân chiến thuật Mức cơ bản từ chất phóng xạ plutonium bằng công nghệ tương tự như công nghệ dùng để chế tạo quả bom nguyên tử Fatman mà quân đội Mỹ từng thả xuống thành phố Nagasaki vào năm 1945. Theo kịch bản này, do không còn thời gian để xây dựng và vận hành các cơ sở hạt nhân lớn, đòi hỏi phải làm dầu urani, Ukraine thời chiến sẽ phải dựa vào plutoni gom góp từ những thanh nhiên liệu hạt nhân chiến thuật đã qua sử dụng tại các lò phản ứng hạt nhân của Ukraine. Bom nguyên tử, tức bom A, tuy là dạng thấp của bom hạt nhân chiến thuật, nhưng vẫn có sức hủy diệt đáng sợ như nhân loại đã từng chứng kiến ở các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Do vậy, nếu được sử dụng một lần nữa nhằm chống lại Moscow, nó vẫn có tiềm năng gây ra hậu quả khó đong đếm cho Nga. Bên chuẩn bị và công bố báo cáo đặc biệt trên là một tổ chức nghiên cứu và tư vấn độc lập có tầm ảnh hưởng lớn tại Ukraine, CACDS, viết tắt bằng tiếng Anh của cụm từ Trung tâm Nghiên cứu Lục quân, Chuyển đổi và Giải pháp. Một trong những tác giả của báo cáo là Oleksiy Iyak, thành viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia của Ukraine. CACDS đánh giá rằng nếu chính quyền tân tổng thống Mỹ Donald Trump tương lai rút lại viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine, thì nước này trong vòng vài tháng có thể phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật để đối phó Nga. Ukraine hiện nay có 9 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động và một số lượng lớn chuyên gia hạt nhân. Nhóm tác giả của báo cáo viết tiếp rằng, một quả bom hạt nhân như thế dự kiến sẽ có sức công phá chỉ bằng 1 phần 10 của bom Fat Man của Mỹ, nhưng vẫn đủ lực để phá hủy toàn bộ một căn cứ không quân hoặc cơ sở hậu cần quân sự và công nghiệp tập trung của Nga. Dư luận bấy lâu nay đều nhận định rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong xung đột nga ukraine sẽ gây ra thảm họa cho không chỉ hai nước này mà còn cả phần còn lại của thế giới hiện chính quyền ukraine chưa phê chuẩn bản báo cáo của cacds tuy nhiên báo cáo này vạch ra hoàn cảnh mà trong đó ukraine có thể rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân npi khi mà việc phê chuẩn hiệp ước này dựa trên các bảo đảm an ninh của bản ghi nhớ budapest theo nghị sĩ Zaryab Zelenyak, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa tiết lộ kế hoạch sản xuất tên lửa trong bài phát biểu tại Vekhov Narada, Quốc hội Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine đã giới thiệu kế hoạch phục hồi tới các đại biểu quốc hội. Kế hoạch này sẽ được trình bày đầy đủ cùng với tất cả các phụ lục vào tháng 12 năm nay. Theo ông Zelensky, Tổng thống xác nhận rằng Ukraine đã phát triển một phiên bản tên lửa Neptune tầm xa để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Tổng thống Volodymyr Zelensky, người vừa đưa ra kế hoạch phục hồi của Ukraine cho biết, Kiev đang có kế hoạch sản xuất ít nhất 30.000 máy bay không người lái tầm xa 3.000 tên lửa hành trình và tên lửa không người lái vào năm tới. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostem Umerov đã báo cáo rằng năm nay, Ukraine đã cải thiện và mở rộng quy mô sản xuất hàng loạt tên lửa Neptune. Theo ông Umerov, sản lượng tên lửa của Ukraine hiện đang tăng lên. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố, chúng tôi đã thành công trong việc mở rộng quy mô sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình R-360 Neptune với những cải tiến để có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn. Theo ông Zelensky, Tổ hợp quân sự công nghiệp Ukraine đã sản xuất hơn 100 vũ khí tên lửa vào năm 2024. Trong khi đó, ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, cho biết máy bay không người lái UAV của Ukraine đã tấn công kho vũ khí số 13 của Cục Tên lửa và Pháo binh thuộc Bộ Quốc phòng Nga, gần thành phố Kotovo, tỉnh Novgorod, Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 680 km. Theo ông Kovalenko, Kho vũ khí này lưu trữ các vật tư quân sự quan trọng, bao gồm đạn pháo, hệ thống tên lửa phóng loạt, tên lửa Iskander và tên lửa phòng không, cùng đạn dược cho nhiều hệ thống khác nhau, bao gồm hệ thống tên lửa Thor. Theo hãng tin Ukrinform, lực lượng không quân Ukraine cho biết, Nga tung đòn không kích lớn xuyên đêm kéo dài từ tối 19 tháng 11 đến sáng sớm ngày 20 tháng 11. Theo không quân Ukraine, quân đội Nga tiến hành tấn công bằng tên lửa phòng không dẫn đường S-300 bắn từ tỉnh Begorov vào tỉnh Kharkiv, cùng với 5 tên lửa dẫn đường KH-5969. Dnipro Petrov trên và Sumi. Đối phương cũng tấn công Ukraine bằng bom dẫn đường và phóng 122 UAV Shahed, cũng như các UAV khác từ các Kosko, Orion và Primosko, attack của Nga. Theo Ukrifom, lực lượng không quân, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử, các đội hỏa lực cơ động của không quân Ukraine và lực lượng phòng vệ Ukraine đã phối hợp đẩy lùi đoàn tấn công xuyên đêm của Nga. Quốc hội Ukraine đã chính thức phê duyệt ngân sách quốc gia năm 2025, theo đó bổ sung thêm tiền cho các nỗ lực quốc phòng của Kiev, trong bối cảnh kế hoạch quân sự của Nga tại nước này đã bước sang ngày thứ 1.000. Theo đó, Kiev có kế hoạch chi kỷ lục tới 2,2 nghìn tỷ hryvnia, tương đương với 53,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 26% GDP cho quốc phòng và an ninh vào năm tới. Trên tổng chi ngân sách cũng được dự tính ở mức kỷ lục 3.940 tỷ hryvnia, tương đương với hơn 95 tỷ đô la Mỹ. Bộ Tài chính Ukraine cũng tiết lộ Chính phủ sẽ chuyển 739 tỷ hryvnia để sản xuất vũ khí, tăng 34,1 tỷ hryvnia so với năm 2024. Thủ tướng Ukraine ông Denis Mihal cho biết rõ, số tiền kỷ lục sẽ được chuyển hướng vào sản xuất và mua vũ khí. Sẽ có nhiều tiền hơn để hiện đại hóa ngành công nghiệp vũ khí và mua máy bay không người lái. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người vừa đưa ra kế hoạch phục hồi của Ukraine cho biết, Kyiv đang có kế hoạch sản xuất ít nhất 30.000 máy bay không người lái tầm xa, 3.000 tên lửa hành trình và tên lửa không người lái vào năm tới. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Serhiy cho biết, các ưu tiên khác của ngân sách vào năm 2025 sẽ là hỗ trợ người dân khi họ phải vật lộn với những thách thức về kinh tế và an ninh thời chiến. Các chương trình hỗ trợ xã hội sẽ nhận được khoản ngân sách 421 tỷ hryvnia, trong khi số tiền chi cho giáo dục và y tế là lượt là 199 tỷ hryvnia và 217 tỷ hryvnia. Trong khi đó, nguồn thu ngân sách được xác định ở mức 2.300 tỷ hryvnia và theo Thủ tướng Denis Mihan, tất cả các loại thuế của công dân và doanh nghiệp vào năm 2025 sẽ được chuyển hướng vào quốc phòng và an ninh của đất nước. Chính phủ cũng sẽ thực hiện đợt tăng thuế thời chiến đầu tiên đối với người dân và doanh nghiệp để có thể tăng nguồn thu trong nước vào năm 2025. Ngoài ra, Kiev cũng đang chờ đợi khoản tài trợ nước ngoài và viện trợ quốc tế khoảng 38,4 tỷ đô la Mỹ để trang trải khoản thâm hụt ngân sách nặng. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, một bên cho vay chính, cho biết các nhân viên của quỹ và chính quyền Ukraine đã đạt được thỏa thuận sẽ cấp cho Ukraine khoản vay khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Kiev cũng có một số kế hoạch nhằm thực hiện các biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế nhưng dự kiến tăng trưởng sẽ chậm lại còn 2,7% vào năm 2025 so với mục tiêu 4% trong năm nay do xung đột quân sự, thâm hụt năng lượng và tình trạng thiếu hụt nhân sự. Do đó, ngành sản xuất vũ khí của Ukraine đã trở thành một trong những động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm nay và Kiev tiếp tục đặt kế hoạch tăng sản lượng hơn nữa vào năm 2025. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đệ trình lên Quốc hội Ukraine bản kế hoạch đứng vững gồm 10 điểm, trong đó có đoàn kết, xây dựng mặt trận, vũ khí, tiền, theo nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zelenyak, một số nội dung trong kế hoạch đường vững bao gồm Ukraine sẽ không tổ chức bầu cử tổng thống, không hạ thấp tuổi nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, Ukraine cũng sẽ thành lập bộ thống nhất. Trong khi đó, Đan Mạch tuyên bố sẽ tài trợ 1 tỷ kron, khoảng 141 triệu đô la Mỹ, cho ngành công nghiệp vũ khí Ukraine, khuyến khích các nước châu Âu khác làm theo và quyên góp nhiều tiền hơn cho quốc gia đang có xung đột quân sự với Nga. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đưa ra cam kết này trong một cuộc họp báo tại Kiev. Bà cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu khác làm theo và tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Thủ tướng Đan Mạch cho biết, số tiền cam kết sẽ đến từ quỹ Ukraine của Đan Mạch và được chuyển cho hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine. Bà Frederiksen lên tiếng cảnh báo, tình hình ở Ukraine nguy hiểm hơn nhiều so với những gì chúng ta biết. Tôi nghĩ Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine. Có rất nhiều điều mà phần còn lại của châu Âu có thể học hỏi từ các bạn Ukraine, cho thấy các vấn đề quan trọng trong ngành công nghiệp của chúng ta, không chỉ ở Đan Mạch mà còn ở tất cả các nước láng giềng châu Âu, có thể đến Ukraine và học hỏi từ kinh nghiệm của các bạn cũng như khả năng mở rộng và phát triển dây chuyển sản xuất. Trong suốt lịch sử chiến tranh, lực lượng bộ binh vẫn đóng vai trò quan trọng, dù có những tiến bộ vượt trội về công nghệ quân sự và sự thay đổi chiến lược chiến đấu. Từ các cuộc giao tranh trong Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, đến những cuộc xung đột hiện tại như Nga-Ukraine, lực lượng bộ binh, dù là bộ binh truyền thống hay cơ giới, tiếp tục làm chủ chiến trường. Bên nào có nhiều lực lượng bộ binh hơn, bên đó có thể nắm giữ các khu vực quan trọng, thậm chí xoay chuyển cục diện xung đột. Khi xung đột nga Ukraine cán mốc 1.000 ngày, các hoạt động của bộ binh đã trở thành tâm điểm chú ý và trở thành yếu tố quyết định. Cuộc xung đột đang diễn ra đã cho thấy vai trò của bộ binh và các đơn vị cơ giới trong những trận chiến. Cả Nga và Ukraine đều sử dụng chủ yếu các đơn vị này khi phải đối mặt với địa hình khó khăn hiểm trở, hạn chế về công nghệ và hạn chế về hậu cần. Bộ binh cơ giới Ukraine đã đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ và tấn công của nước này các lữ đoàn như lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 đã tận dụng thiết bị do phương Tây cung cấp như xe chiến đấu bộ binh Bradley và xe tăng Abrams để tiến hành nhiều cuộc phản công. Những phương tiện này đã cải thiện đáng kể khả năng cơ động và khả năng sống sót của binh sĩ, cho phép các lực lượng Ukraine phá vỡ phòng tuyến kiên cố của Nga ở các khu vực như Zaporizhia và Kursk. Ngoài ra, việc Ukraine tích hợp đạn dược dẫn đường chính xác và thông tin tình báo thời gian đã bù đắp cho bất lợi của nước này về quân số và hỏa lực, thể hiện hiệu quả của các hoạt động vũ trang kết hợp. Tuy nhiên, Ukraine vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Các cuộc tấn công của họ thường phải chịu tỷ lệ tổn thất cao do pháo binh và làn sóng không kích áp đảo của Nga. Giao tranh ở những khu vực đô thị và khu vực có địa hình lầy lội đã hạn chế đáng kể khả năng cơ động cũng như hiệu quả của các đơn vị cơ giới, đặc biệt là các vùng như Donbass. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn tìm cách thích nghi, tận dụng sự huấn luyện của NATO và các chiến thuật tiên tiến để khai thác điểm yếu của Nga. Ở chiều ngược lại, trong giai đoạn đầu xung đột, bộ binh cơ giới Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công quy mô lớn nhằm nhanh chóng đánh bại Ukraine. Tuy nhiên, sự phối hợp lỏng lẻo, thách thức về hậu cần và sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine đã làm chạy hướng kế hoạch này. Sau các cuộc tấn công bằng xe tăng ồ ạt, bộ binh cơ giới Nga đã phải chịu tổn thất lớn trước các hệ thống chống tăng hiện đại như Javelin và tổ hợp tên lửa chống tăng NLAVK mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ở giai đoạn tiếp theo, Nga đã chuyển chiến lược làm tiêu hao lực lượng đối phương với việc tiến hành hàng loạt các cuộc pháo kích để làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine. Mặc dù cách tiếp cận này đã giúp Moscow đạt được một số bước tiến lớn nhưng họ phải nỗ lực rất nhiều để đảm bảo quyền kiểm soát các lãnh thổ đã chiếm được bộ binh cơ giới của nga đã chứng minh được sức mạnh khi tận dụng ưu thế về số lượng và trang bị hạng nặng tuy nhiên tỷ lệ tiêu hao cao đối với nhân sự và xe bọc thép đã làm xói mòn lợi thế trên chiến trường của nga khi xung đột nga ukraine tiếp diễn vai trò của bộ binh và các đơn vị cơ giới vẫn rất quan trọng ukraine có thể sẽ tiếp tục cải tiến chiến thuật phối hợp vũ trang và tích hợp vũ khí tiên tiến trong khi nga có thể dựa vào ưu thế về số lượng và chiến lược tiêu hao dù vậy cả hai bên đều phải đối mặt với những thách thức đáng kể Ukraine phải đối mặt với tình trạng hao mòn thiết bị do phương Tây cung cấp và sự phức tạp về mặt hậu cần trong việc duy trì các tuyến tiếp tế. Còn Nga cũng phải tìm cách nâng cấp các loại phương tiện và vũ khí có từ thời Liên Xô để khắc phục tình trạng thiếu trang thiết bị chiến đấu và duy trì lợi thế. Ngày nay, sự phát triển của các lực lượng bộ binh kết hợp với những thiết bị công nghệ cao như máy bay không người lái, tên lửa dẫn đường và hệ thống liên lạc tiên tiến đã làm thay đổi bộ mặt chiến trường và giúp các bên giành được nhiều lợi thế. RBC Ukraina dẫn thông tin từ nhóm ATES cho biết Nga đang gấp rút di chuyển pháo tự hành m s từ Novorossiysk, Krasnodar ra tiền tuyến. Theo nhóm này, quân đội Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trang thiết bị chiến đấu. Do đó, pháo tự hành m s vốn được triển khai cho các hoạt động ở phía Nam, nay được điều đến các điểm nóng ở Donetsk và Kursk. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Tháng 6 năm 2023, tập đoàn công nghiệp Rostec thông báo đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga một lô pháo 2S19M1 1 m s theo đơn đặt hàng nhà nước. Được biết, Phiên bản nâng cấp này được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực tự động, cho phép bắn vào mục tiêu cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tầm bắn tối đa của 2S19M1 MTS là 29 km. Pháo có thể bắn các loại đạn gây nhiễu có sức nổ lớn, được hỗ trợ bởi tên lửa cũng như các loại đạn dẫn đường bằng laser Krasnopol. 2S19 MTS 152mm do viện thiết kế UZTM phát triển vào những năm 1980 chính thức được đưa vào hoạt động năm 1989. Pháo được thiết kế để tiêu diệt các khẩu đội pháo, xe tăng, xe bọc thép chở quân, phá hủy các công trình phòng thủ, sở chỉ huy, trung tâm liên lạc và ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương. Mstar S đặt trên khu gầm bánh xích, được thiết kế dựa trên khu gầm của xe tăng T80, sử dụng động cơ diesel của xe tăng T72 V84MS 840 mã lực. Nhờ đó, Mstar S có thể đạt tốc độ lên tới 60 km/h trên đường bộ và 25 km/h trên địa hình hiểm trở. Reuters vừa qua được tin cho biết, Nga đang có những tấn công vững chắc để tiếp cận hai trung tâm hậu cần của Ukraine là Pokrov và Kupiansk. Được biết, thành phố Pokrov, khu vực Donetsk, hiện là mục tiêu tiếp theo của Nga trong chiến dịch tiến về phía Tây, nhằm kiểm soát hoàn toàn cả hai khu vực Donetsk và Lugan. Hiện tại, các lực lượng Nga đã tiến đến vị trí cách ngoại ô thành phố khoảng 8 km. Đáng chú ý, Pokrov nằm tại điểm giao các tuyến đường bộ và đường sắt, khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường. Mỏ than của thành phố này là mỏ duy nhất ở Ukraine sản xuất than cốc, vốn quan trọng với ngành thép trong nước. Song song với đó, các đơn vị của Nga cũng mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực Zurika và Novoleksandrivka, đồng thời cũng dọn sạch tiền đồn ở phía Bắc. Về phía Kurakhov, Novaselidika đã chính thức bị Nga kiểm soát. Quốc kỳ Nga cũng đã được kéo lên ở tiểu khu Nova Ininka, nằm trong danh giới, giới hành chính của Kurakhov. Chuyên gia quân sự người Đức Julian Rokhev thuộc báo Bill cho biết cách đây ít lâu, lực lượng Moscow tiến vào làng Daniel và cắt đôi nửa chiếc túi gần thành phố Kurakhov. Ở phía nam Daniel, hàng trăm binh sĩ Ukraine tiếp tục bảo vệ 5-6 ngôi làng bên bờ sông Sukhip Zala. Thế nhưng cho tới hiện tại, Nga đã kiểm soát hoàn toàn Daniel, đồng thời cũng tiến đến làng Chudovoye. Do đó, hành lang rút quân của đối phương của các làng Uspenokha và Konstantinopolskoye đã giảm xuống còn 5,5 km. Đáng chú ý, lực lượng Moskva cũng đang tiến về phía bắc hồ chứa Kurakhov. Tại đây, họ kiểm soát giàng Ilinka và tiếp cận làng Beresky, đồng thời chiếm những lối tiếp cận các điểm giao cắt đường bộ và hướng sát hướng tới Kurakhov. Những cây cầu ở đó đã bị phá hủy, nhưng quân đội Nga hiện có thể bắn vào thành phố từ phía bắc chỉ từ 1 đến 1,5 km. Ông Rokhe cho biết, nếu quân đội Moskva khôi phục được cây cầu và vượt qua con đập, thì họ có thể tấn công Kurakhov từ phía bắc. Với cơ bản, Nga đã khép chặt vòng vây với quân đội Ukraine tại khu vực này. Cập nhật tình hình tại Kurakhov, sĩ quan truyền thông của lực lượng vũ trang Ukraine có biết danh Alex viết. Giao tranh ở Kurakhov đã lan đến các khu vực trung tâm của thành phố. Quân đội Nga đang bị đẩy lùi một phần khỏi đó, nhưng họ đang bắt đầu các cuộc tấn công mới. Trong khi đó, RV Volenkori ghi nhận cuộc đột phá mạnh mẽ của quân đội Nga ở Kurakhov khi đã tấn công qua hồ chứa và giao tranh đã diễn ra dữ dội ở trung tâm thành phố. Vừa qua, tại cơ đã ghi nhận cuộc tấn công của Nga nhằm vào vị trí phòng thủ của lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không độc lập số 95. Được biết, Bộ Chỉ huy Nga đã cử lực lượng thủy quân độc chiến của họ từ lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 810 để chiến đấu với lực lượng tính dụ Ukraine. Theo đó, Nga cố gắng đột phá trận địa bằng cách sử dụng số lượng lớn xe bọc thép ZETS Tuy nhiên, do bị phát hiện từ xa, binh sĩ Ukraine đã tổ chức phòng thủ và phá hủy từ sớm một số phương tiện, ngăn chặn đoàn xe và buộc quân đội Nga phải rút lui. Lực lượng bộ binh Nga sau đó bị truy kích với sự hỗ trợ của nhiều loại máy bay không người lái tấn công. Đại diện quân đội Ukraine cho biết, binh sĩ tiếp tục giữ vững trận địa của mình. Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 của Nga gần đây đã phải chịu thiệt hại. Trong đó, cuộc tấn công thứ hai diễn ra nhằm vào vị trí trấn giữ của tiểu đoàn xung kích biệt động 2 225. Bộ chỉ huy Nga đã cử lực lượng bộ binh xung kích trên những chiếc ATV mà không có sự hỗ trợ nào từ xe bọc thép. Bộ binh cơ giới Ukraine sau khi phát hiện đã quyết định ngăn chặn cuộc tấn công này chỉ với sự hỗ trợ của máy bay không người lái FPV. Chúng đã đuổi kịp những chiếc ATV và truy kích quân đội Nga. Cuộc tấn công đầu tiên của quân đội Nga được tổ chức nhằm vào vị trí của lực lượng lính dụ Ukraine gần khu định cư Mariupka, trong khi làn sóng thứ hai nhằm vào lữ đoàn 225 gần làng Zidniklin. Cần nhấn mạnh thành công của Ukraine bắt nguồn từ việc UAV trình sát đã phát hiện trước nhóm tấn công của Nga Điều này giúp những người điều khiển máy bay không người lái FPV ra đòn một cách chính xác theo độ sẵn có. Bộ Quốc phòng Anh cách đây không lâu đã đánh giá quân đội Nga đang ngày càng dựa vào những phương tiện nhẹ và nhanh như xe địa hình ATV và xe máy để đưa quân đội ra tiền tuyến, chính xác các vị trí của Ukraine và thực hiện tấn công. Trong khi đó, một chỉ huy người Ukraine chia sẻ với Business Insider rằng thay đổi về phương tiện vận chuyển dường như cũng đóng góp phần chuyển biến tốc độ tấn công của Nga. Quân đội Nga sử dụng xe ATV và xe máy để tấn công theo nhóm nhỏ vài ngày một lần nhằm tìm ra điểm yếu trong tuyến phòng thủ của Ukraine. Ngoài ra, tờ Business Insider của Mỹ cũng cho biết, về phần Ukraine, quân đội nước này đã vận hành xe ATV ngay từ tháng 4 năm 2022 để phục kích lực lượng Nga. Gần 2 năm sau, vào tháng 2 năm nay, binh sĩ Ukraine xác nhận Nga bắt đầu sử dụng xe ATV cơ động hơn xe bánh xích và khó bán chung hơn. Truyền thông Nga vừa qua đã đăng video cho thấy một thiết bị bay không người lái không nhìn thứ nhất drone FPV bay thấp và tiếp cận xe chiến đấu bộ binh Striker của Ukraine trong mặt trận ở tỉnh Kursk, miền Tây Nga. Thiết giáp Striker lúc đó đang bốc cháy giữa đường, nhiều khả năng đã trúng đòn tập kích của một drone khác. Cửa xe thiết giáp Ukraine để mở, ít nhất 5 binh sĩ dường như đang hỗ trợ nhau sơ tán khỏi xe vào thời điểm drone thứ hai bay tới. Chiếc drone FPV lao thẳng vào bên trong khoang chở quân. Một binh sĩ Ukraine đứng ngoài đã phát hiện đòn tập kích và quay người chạy đi. Những người còn lại không có phản ứng gì. Tín hiệu video bị cắt sau khi đầu đạn trên drone phát nổ. Hình ảnh chuyên về rõ nét cho đến thời điểm chạm nổ. Dù drone bay sát mặt đất, cho thấy nó được kết nối với người điều khiển bằng cáp quang thay vì sóng vô tuyến. Tài khoản Premier chuyên đăng tư liệu về sư đoàn 106 quân đội Nga trên Telegram cho biết, tổ vận hành drone của sư đoàn đổ bộ đường không số 106 đã làm chủ được drone cáp quang và hạ thành công mục tiêu ở tỉnh Kosker. Trong khi đó, theo Los Tamor, trong phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sơ tại Nga, vụ tập kích xảy ra gần làng Dariano, trong khu vực do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Kosker và cách biên giới khoảng 4 km. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về video. Drone 2 UAV là vũ khí được sử dụng rộng rãi tại xung đột ở Ukraine. Dẫu UAV được điều khiển từ xa bằng kết nối không dây các Ukraine và Nga đều tung lực lượng tác chiến điện tử để làm nhiễu và ngăn chặn tín hiệu kết nối giữa UAV và người điều khiển. Nhưng với việc UAV dùng cáp quang làm phương thức truyền tải dữ liệu, tín hiệu sẽ không thể bị tác chiến điện tử ngăn chặn. Đáng nói dùng cáp quang điều khiển khí tài từ xa không phải khái niệm mới, tên lửa chống tăng dẫn đường bằng dây đã được sử dụng trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ này và nhiều tổ hợp hiện đại. Chẳng hạn như một số loại tên lửa Spiker của Israel cũng sử dụng cáp quang. Một sĩ quan Ukraine có chuyên môn về công nghệ vô tuyến cho biết các quang có thể cho phép người điều khiển nhận được lượng dữ liệu lớn hơn và nhanh hơn từ UAV, bao gồm dữ liệu video chất lượng cao hơn. Một ưu điểm khác của cơ chế điều khiển của các quang là việc thiết bị không phát xạ năng lượng, giúp người dùng ở khoảng cách xa không bị phát hiện. Ngoài ra, vị UAV không cần cấu kiện vô tuyến, quá trình sản xuất có thể được cải thiện trong trường hợp nguồn cung cấp khan hiếm. Ngày 19 tháng 11 năm 2024, Cuộc xung đột nga ukraina đầy khốc liệt đã chính thức bước vào ngày thứ 1000. Cuộc đối đầu quân sự lớn nhất châu Âu sau chế chiến hai này chứng kiến sự tổn thất hàng chục ngàn sinh mạng và sự tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, với những tổn thương khó đong đếm cho kinh tế, xã hội những nước liên quan. Theo đó, mức độ tàn phá mà xung đột này gây ra là chưa từng có tiền lệ. Nhiều thành phố, thị trấn và làng mạc tàn hoàng, số người tử vong liên tục tăng. Giới chuyên gia dự báo các nước Nga và Ukraine sẽ phải mất nhiều năm nữa mới hồi phục được sau những thiệt hại về tài chính. Đấy là chưa thể những tổn thất tinh thần và tâm lý mà người dân hai nước phải hứng chịu khi cuộc xung đột vũ trang này chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. Về vấn đề con người, Liên Hợp Quốc ước tính ít nhất 11.743 người thiệt mạng và hơn 24.600 người khác bị thương trong xung đột Nga-Ukraine tính đến tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, các cơ quan tổ chức khác tin rằng số người tử vong còn cao hơn thế nhiều. Tờ Nhật Báo Phố Quân trong một bài viết hồi tháng 9 năm 2024 cho rằng Tổng số người thương vong trong cuộc xung đột này ngấp nghé 1 triệu người. Theo tờ báo này và ước tính của giới tình báo phương Tây, tổng số binh sĩ tử trận của Nga và Ukraine là 280.000 người. Nhưng thương vong không phải là hậu quả duy nhất. Khi cán mốc 1.000 ngày, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế giới. Theo cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR, hơn 10 triệu người Ukraine đã phải thay đổi chỗ ở, trong đó 6,7 triệu người đi tị nạn ở các nước châu khác. Phó cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, ông Kelly T. Skleman, vào đầu tháng 11 này đã nhấn mạnh tác động của xung đột Ukraine khi nói rằng vô số trẻ em tiếp tục học trực tuyến, đánh mất cơ hội tương tác xã hội và trải nghiệm trong phòng học. Về kinh tế, cả Nga và Ukraine đều bị tổn thất nặng nề sau 1.000 ngày xung đột. Theo một ước tính của Ngân hàng Thế giới World Bank, vào cuối năm 2023, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng là 152 tỷ đô la Mỹ. Tính đến cuối tháng 12 năm 2023, Ngân hàng Thế giới và chính phủ Ukraine ước tính tổng chi phí tài thiết là 486 tỷ đô la Mỹ, con số này cao gấp 2,8 lần GDP, tổng sản phẩm nội địa danh nghĩa của Ukraine, theo dữ liệu Bộ Kinh tế của nước này. Trong khi đó, bà Rosolana Pilasa, người đứng đầu Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Ukraine cho biết, ép mất hơn 140 triệu đô la Mỹ cho mỗi ngày xung đột với Nga. Nga cũng phải gánh chịu gánh nặng tài chính lớn để duy trì cuộc xung đột này. Đài NHK Nhật Bản dẫn một ước tính gần đây của Lầu Năm Góc cho rằng Moscow đã phải chi ra tới 211 tỷ đô la Mỹ cho việc trang bị vũ khí, triển khai quân và duy trì các hoạt động tác chiến tại Ukraine. Bên cạnh đó, tới 70% tài sản ngân hàng của Nga cùng hơn 21,6 tỷ đô la Mỹ tài sản của hơn 15.000 người và thực tế Nga đã bị phương Tây phong tỏa, trừng phạt theo một báo cáo của Hội đồng Châu Âu công bố vào tháng 5 vừa qua. Các lệnh trừng phạt đã dẫn tới sự sụt giảm xuất khẩu của Nga. Vào năm ngoái, năm 2023, xuất khẩu của Nga giảm từ 28,3%, từ mức 588,3 tỷ đô la Mỹ xuống còn 425,1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó xuất khẩu của nước này sang châu Âu giảm mạnh 68%, xuống còn 83,9 tỷ đô la Mỹ. Tác động kinh tế không dừng lại ở hai nước tham chiến. Xung đột Nga-Ukraine đã đẩy cao giá thực phẩm toàn cầu, làm tăng tỷ lệ thiếu đói ở nhiều nơi trên thế giới. Ukraine, vụ bánh mì của châu Âu đã bị sụt giảm đáng kể sản lượng ngũ cốc, làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo toàn cầu. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn luật sư Matthew Whitaker làm đại sứ Mỹ tại NATO, đánh dấu một bước đi thể hiện sự ưu tiên cho trung thành thay vì kinh nghiệm chính sách đối ngoại. Nếu được xác nhận, Whitaker sẽ đối mặt với nhiều thách thức quan trọng, trong đó có việc duy trì quan hệ với các đồng minh và hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chọn luật sư Matthew Whitaker làm đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Động thái cho thấy rõ tiêu chí của ông Trump khi lựa chọn một người trung thành, dù ít kinh nghiệm về chính sách đối ngoại, cho một trong những vị trí đại sứ có thể là quan trọng nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Trong một tuyên bố, ông Trump nêu rõ, ông Matthew Whitaker là một chiến binh mạnh mẽ và là một người yêu nước trung thành, người sẽ đảm bảo rằng lợi ích của nước Mỹ sẽ được thúc đẩy và bảo vệ. Ông Matt sẽ củng cố mối quan hệ với các đồng minh NATO của chúng ta và kiên định trước các mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định. Ông Matthew Whitaker, 55 tuổi, người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp tạm quyền trong 3 tháng trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của Donald Trump, đã tích cực tham gia Viện Chính sách nước Mỹ trước tiên, một nhóm nghiên cứu thiên hữu đang nỗ lực định hình chính sách cho nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Theo các chuyên gia, vai trò của đại sứ Mỹ tại NATO là rất quan trọng, không chỉ trong việc đại diện cho nước Mỹ mà còn trong việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đồng minh. Ông Matthew Whitaker sẽ phải xây dựng uy tín và lòng tin với các đồng minh. Điều này đòi hỏi ông phải chứng tỏ rằng mình có khả năng đại diện cho các quyết sách của Washington. Theo Reuters, việc chọn Ngoại Thacher là ví dụ mới nhất về việc ông Donald Trump chọn những người trung thành thay vì có kinh nghiệm về chính sách đối ngoại cho một trong những vị trí đại sứ có thể là cấp cao nhất trong chính quyền Mỹ sắp tới. Nếu được thượng viện Mỹ xác nhận, ông Ngoại Thacher sẽ lãnh đạo Phái bộ Mỹ tại NATO trong giai đoạn liên minh này đang đối mặt với một trong những thách thức khó khăn nhất, đó là làm thế nào để tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Ông Ngoại Thacher cũng có khả năng được giao nhiệm vụ tăng cường áp lực lên các quốc gia trong liên minh để tăng chi tiêu quốc phòng. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump cũng chỉ ra rằng ông sẽ chỉ tuân thủ cam kết phòng thủ chung của NATO đối với các quốc gia đóng góp đủ ngân sách quốc phòng hàng năm. Ngoài việc bổ nhiệm các nhân sự sẽ phục vụ trong chính quyền mới, việc ông Donald Trump chuẩn bị trở thành tổng thống Mỹ cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã cam kết sẽ bãi bỏ lệnh hành pháp nguy hiểm của tổng thống Joe Biden, làm cản trở đổi mới AI và đặt những ý tưởng cực đoan lên sự phát triển của công nghệ này. Ngành công nghiệp công nghệ bao gồm các công ty lớn như Amazon, Google, Meta và Microsoft, chủ yếu ủng hộ cách tiếp cận an toàn AI của chính quyền ông Biden, với trọng tâm là thiết lập các tiêu chuẩn tự nguyện. Trung tâm nghiên cứu chính trị Mỹ thuộc Đại học Harvard và công ty nghiên cứu và phân tích Harris, CAPS Harris, cách đây ít lâu công bố kết quả khảo sát cho thấy 54% số người được hỏi ủng hộ công việc mà Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang làm trước khi nhậm chức. 40% người đưa ra quan điểm ngược lại trong đó 91% cử tri Cộng hòa, 49% cử tri độc lập và 22% cử tri dân chủ tán thành hiệu suất làm việc của Tổng thống đắc cử, trong khi gần 75% cử tri dân chủ và khoảng 40% cử tri độc lập không tán thành. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 13 đến 14 tháng 11 với 1.732 người tham gia. Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ ông Trump trước cương vị Tổng thống đắc cử cao hơn 12 điểm phần trăm so với tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Joe Biden. Cuộc thăm dò được thực hiện khi ông Trump bắt đầu quá trình chuyển giao, đề cử các ứng cử viên trong nội các. Trong đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio được đề cử làm ngoại trưởng và hạ nghị sĩ Ellis Stefanik được chọn vào vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ông Trump cũng công bố những lựa chọn gây ra tranh cãi như cựu hạ nghị sĩ Mark S. làm bộ trưởng tư pháp và người dẫn chương trình Fox News, Peter Hussett, đảm nhận chức vụ bộ trưởng quốc phòng. Đáng chú ý, kết quả khảo sát cho thấy tín hiệu tích cực hơn của ông Trump so với nhiệm kỳ đầu tiên. Cụ thể, theo Independent, Gallup đã tiến hành các cuộc khảo sát ngẫu nhiên từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 19 tháng 4 vào năm 2017, sau đó tổng hợp ý kiến của gần 45.000 người trưởng thành trên khắp nước Mỹ và đưa ra kết quả trung bình. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Tổng thống Donald Trump, sau đó hơn 3 tháng nhậm chức chỉ đạt 41%. Được biết, kể từ khi gan áp bắt đầu tiến hành cuộc khảo sát đầu tiên vào năm 1953, tỷ lệ ủng hộ dành cho tất cả các đời Tổng thống Mỹ trước đây đều vượt mức 50% trong 10 tháng đầu tiên điều hành đất nước. Nhà khảo sát Mark Penn cho biết kết quả thăm dò ở hiện tại đang rất quan trọng đối với Tổng thống đắc cử. Từ đó ông Penn nhận định đây là khởi đầu tích cực khi tỷ lệ tán thành hiệu suất làm việc của ông Trump ở trên 50%. Quan trọng là ông ấy phải duy trì mức này để điều hành đất nước hiệu quả. <laughs> Truyền thông Mỹ đưa tin văn phòng trưởng lý quận Manhattan của thành phố New York vừa qua đã đồng ý hoãn việc tuyên án Tổng thống đắc cử Donald Trump trong vụ án chi tiền mua chuộc ngôi sao Stormy Daniels. Theo đó, trong lá thư gửi cho thẩm phán phụ trách vụ án, văn phòng trưởng lý quận Manhattan nêu rõ ông Trump nhiều khả năng sẽ không bị tuyên án cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống 4 năm tới. Cụ thể, theo ABC News, các luật sư biện hộ của ông Trump đã đề nghị thẩm phán tòa án tối cao bang New York, Juan Merchan, hủy bỏ vụ án vì cho rằng tổng thống đương nhiệm được miễn trừ truy tố. Phía bị cáo cho rằng dù ông Trump chưa nhậm chức, nhưng quyền miễn trừ cũng được áp dụng trong quá trình chuyển giao. Họ cũng lập luận rằng việc kháng án sẽ kéo dài hơn một năm khi đó ông Trump đã chính thức trở thành Tổng thống và sẽ được miễn trừ một cách hợp lệ. Cụ thể, đội ngũ luật sư của ông Trump nói, không có sự khác biệt nào giữa tình trạng hiện tại của Tổng thống Trump sau chiến thắng áp đảo của ông ấy trong cuộc bầu cử quốc gia và một Tổng thống tại nhiệm sau khi nhậm chức. Các công tố viên sau đó phản bác rằng quyền miễn trừ Tổng thống không áp dụng cho bị cáo đã bị kết tội về hành vi hoàn toàn riêng tư. Dù không chấp nhận bãi bỏ vụ án, phía công tố viên đề nghị hoãn toàn bộ quá trình xét xử lại, gồm phiên tòa tuyên án vào ngày 26 tháng 11 cho đến khi ông Trump mãn nhiệm vào năm 2029. Trước đó, trong phiên xét xử ngày 30 tháng 5 năm nay, một bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại tòa án tối cao Manhattan đã tuyên bố ông Trump phạm tất cả 34 tội danh trong vụ kiện tỷ phú này làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao nói trên trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Với phán quyết này, ông Trump đã trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị kết tội hình sự. Ông Trump đã không nhận bất cứ tội danh nào đồng thời còn chuẩn bị kế hoạch kháng cáo sau khi bị tuyên án. Ngoài truy tố trên, ông Donald Trump cũng phải đối diện với ba tội hình sự khác bao gồm âm mưu lật keo bầu cử, dẫn đến bạo loạn đồi Capitol ở Washington, giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng ở Florida và cáo buộc can thiệp bầu cử ở bang Georgia. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng áp lực pháp lý sẽ giảm đáng kể, thậm chí biến mất hoàn toàn sau khi ông đắc cử. Vừa qua, tổng thống đắc cử Donald Trump đã cùng với tỷ phú Elon Musk chứng kiến sự kiện phóng tên lửa đời Starship của hãng SpaceX tại bang Texas, Mỹ. Việc ông Trump đã bay đến dự buổi phóng là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ giữa ông và tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu SpaceX, ngày càng thân thiết hơn. Tỷ phú Elon Musk được cho là luôn hiện diện bên cạnh ông Trump kể từ sau chiến thắng bầu cử vừa qua. Ông đã tư vấn cho ông Trump về những người được đề cử cho chính quyền mới và tham gia vào cuộc gọi điện thoại của tổng thống đắc cử với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông cũng bay cùng ông Trump để họp với các đảng viên Cộng hòa từ Hạ viện tại Washington vào thứ tư tuần trước và cùng ông tham dự giải vô địch chiến đấu tối thượng tại Madison Square Garden ở New York vào thứ bảy. Ông Trump gần đây đã khen thưởng Musk vì sự ủng hộ chính trị của ông bằng cách bổ nhiệm ông cùng với đảng viên Cộng hòa Vivek Ramaswamy làm cố vấn cho bộ hiệu quả chính phủ mới thành lập với nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Về vụ phóng tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã tiến hành phóng tên lửa Starship chiều ngày 19 tháng 11 theo giờ địa phương mang theo tầng đẩy Super Heavy. Tuy nhiên lần này hãng đã không thể lặp lại thành công như khi đã từng đón được tầng đẩy bằng cánh tay robot vào tháng trước. Sau khoảng 4 phút kể từ khi tên lửa rời bệ phóng, việc đón tầng đẩy đã phải tiến hành hủy bỏ vì một số lý do chưa xác định. Trong khi đó tên lửa đẩy đã rơi xuống vịnh Mexico sau đó vài phút. Người phát ngôn của SpaceX, ông Dan Hurst cho biết, không phải tất cả các tiêu chí để đón tên lửa trở lại đều được đáp ứng nên hãng này đã không ra lệnh cho Starship quay trở lại để điểm phóng. Cùng lúc đó, tàu vũ trụ rỗng nằm trên đỉnh tên lửa Starship được phóng kèm theo đã bay qua vịnh Mexico và gần trọn một vòng quanh trái đất và sau đó đáp xuống vùng biển Ấn Độ Dương sau hành trình khoảng 1 giờ. SpaceX giữ nguyên quỹ đạo bay như lần thử nghiệm vào tháng 10 trước đó, nhưng đã thay đổi một số thông số liên quan cũng như thời gian phóng. Theo đó, tên lửa Starship được phóng vào cuối buổi chiều thay vì vào sáng sớm như lần trước để đảm bảo có đủ ánh sáng quan sát quá trình đáp xuống của tàu vũ trụ. Tuy thử nghiệm lần này thất bại nhưng SpaceX đã đạt được một số mục tiêu nghiên cứu của mình như đốt cháy một trong những động cơ của tàu vũ trụ cho không gian, bảo vệ nhiệt trên tàu vũ trụ. Hãng SpaceX cho biết sẽ tiến hành nâng cấp thêm để phục vụ cho cuộc thử nghiệm tiếp theo. Đây là lần thứ sáu mà SpaceX tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa Starship, loại tên lửa mà NASA hy vọng có thể sử dụng để đưa các phi hành gia lên mặt trăng và sao hỏa. Trong ba lần thử nghiệm đầu tiên, tên lửa Starship đều đã bị phát nổ. Trong quá trình tranh cử, ông Donald Trump nhiều lần chỉ trích người nhập cư trái phép. Ông tuyên bố, sẽ thực hiện đợt trục xuất lớn nhất lịch sử Mỹ nếu trở lại Nhà Trắng. Lời cảnh báo trên đang dần trở thành hiện thực. Sau khi đắc cử, ông Donald Trump đã chọn cựu giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE Tom Homan, quan chức có quan điểm cứng rắn trong nhập cư, làm ông chủ biên giới, phụ trách nỗ lực trục xuất quy mô lớn. Đội ngũ cố vấn của ông Donald Trump được cho là đang soạn các sắc lệnh để ông có thể triển khai kế hoạch trục xuất ngay trong ngày nóng quyền đầu tiên. Tại đại hội đảng Cộng hòa tháng 7, ông Herman kêu gọi hàng triệu người nhập cư lậu hãy đóng gói đồ đạc ngay từ bây giờ. Trong bộ máy Trump 2.0, ông Stephen Mueller, người từng thúc đẩy các chính sách nhập cư gây tranh cãi nhất trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, như việc chia cắt gia đình người nhập cư lậu để gian đe, sẽ giữ vai trò phó tránh văn phòng Nhà Trắng, phụ trách chính sách và cố vấn an ninh nội địa, giúp ông có ảnh hưởng sâu rộng đến chính sách nhập cư. Bên cạnh đó, bà Kristi Noem, thống đốc bang South Dakota và là người theo đường lối cứng rắn về nhập cư, sẽ đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa. Theo AFP, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cáo buộc người nhập cư vượt biên gây gia tăng tội phạm, nhưng thực tế tội phạm bạo lực đã giảm và người nhập cư phạm tội ít hơn công dân Mỹ. Số vụ bắt giữ tại biên giới Mexico hiện ngang mức năm 2020. Các chuyên gia nhận định, kế hoạch trục xuất lớn của ông Trump sẽ gặp khó khăn về mặt pháp lý và cần đòi hỏi chi phí cùng cơ sở hạ à tầng khổng lồ để thực hiện. Ông Trump tuyên bố sẽ trục xuất từ 15 triệu người đến 20 triệu người, dù ước tính chính thức chỉ khoảng 11 triệu người đang sống bất hợp pháp tại Mỹ. Kế hoạch này có thể ảnh hưởng đến 20 triệu gia đình và tiêu tốn hơn 960 tỷ đô la Mỹ trong một thập niên, theo Hội đồng Di trú Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định: "Chi phí không phải là vấn đề, chúng ta không có lựa chọn nào khác." Cũng chưa rõ chính quyền mới của Mỹ sẽ nhắm vào đối tượng nào, bởi chiến dịch của ông Donald Trump từng không loại trừ khả năng trục xuất các dreamers, những người nhập cư đến Mỹ khi còn nhỏ và được ở lại theo chương trình từ thời cựu tổng thống Barack Obama. Bên cạnh đó là câu hỏi về cách thức truy quét và nơi giam giữ những người này. Theo báo Guardian, Ông Trump và ông Mueller đề xuất Liên bang Hóa vệ binh quốc gia để thực thi luật nhập cư, bao gồm việc điều quân từ các bang do Đảng Cộng hòa nắm quyền đến các bang lân cận từ chối tham gia. Nhiều ý kiến lo ngại các cuộc truy quét có thể ảnh hưởng cả người có tư cách hợp pháp hoặc công dân Mỹ. Các nhà vận động cảnh báo kế hoạch này không được phần lớn người dân ủng hộ vì tác động tiêu cực đến kinh tế. Tổng thống Mỹ vừa đắc cử Donald Trump vừa qua tuyên bố sẽ đề cử ông Sean Duffy làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Đáng chú ý, việc ông Trump lựa chọn ông Duffy, 53 tuổi, là lần thứ hai tổng thống đắc cử lục tìm trong nhóm nhân tài của Fox News để tuyển nhân sự cho chính quyền mới. Theo đó, ông Trump cũng thông báo cách đây ít lâu rằng ông Peter Haschett, người từng là thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Lục quân và là người đồng dẫn chương trình Fox and Friends, Weekend, sẽ được lựa chọn cho vị trí bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cộng tác viên NPR Media, người thường xuyên tìm hiểu về mối quan hệ giữa Donald Trump và Fox trong nhiều năm, ông David Fulkenflik, bình luận khi có thông tin ông Peter Hexet được chọn làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tôi nghĩ cũng cần nhớ rằng, nhà phát triển bất động sản Donald Trump từng trở thành tâm điểm chú ý của cả nước khi là một ngôi sao truyền hình thực tế. Theo ông Fulken Flick, ông Trump có thể xem quá trình chiêu mộ nhân sự cho bộ máy chính quyền mới, cũng giống như một khâu tuyển diễn viên truyền hình và những người được đề cử phải là người có tài năng. Qua đó, ông Fulken Flick nhận định, và tôi nghĩ khía cạnh chính trong tài năng của họ ở đây là sẵn lòng đặt trung thành lên hàng đầu, đồng thời khẳng định Fox News có những quan điểm rất giống với ông Trump. Được biết, ngoài hai người chủ trì chương trình truyền hình, một số nhân vật khác có liên quan đến Fox cũng được lựa chọn trong bộ máy nội các. Bà Tulsi Gabbard, người được chọn làm giám đốc tình báo quốc gia, từng là một hạ nghị sĩ dân chủ, nhưng sau đó trở thành bình luận viên thường xuyên của Fox. Ông Tom Homan, người được chọn đứng đầu bộ an ninh nội địa, cũng từng là bình luận viên. Ông Mike Huckabee, được chỉ định làm đại sứ tại Israel, từng có chương trình riêng của mình trên Fox trong một thời gian sau khi không thành công trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2012. Hạ nghị sĩ Michael Wans, một đảng viên đảng Cộng Hòa đến từ bang Florida, thường xuyên xuất hiện trên Fox và các kênh truyền hình cáp, được chọn làm cố vấn an ninh quốc gia. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump cũng có bóng dáng nhiều ngôi sao của Fox, với những cái tên như Sean Hannity, Maria Bartiromo, Tucker Carlson. Theo phương nhà sáng lập Fox, Rupert Murdoch từng đạt được liên minh với ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên và ông ấy đang làm điều đó một lần nữa theo Politico, những ứng cử viên khác được kỳ vọng cho các chức vụ trong chính quyền mới của ông Donald Trump dường như cũng sử dụng con đường tương tự để tiến lên. Điển hình như chương trình về kinh doanh buổi sáng, Squawk Box của CNBC trở thành điểm dừng chân thường xuyên của những nhân vật phố Wall và cựu thành viên dưới nhiệm kỳ cũ của ông Trump, những người được cho là đang cạnh tranh cho các vị trí bộ trưởng tài chính và các vị trí kinh tế quan trọng khác. Sự thăng tiến với những ngôi sao tin tức truyền hình cáp làm nổi bật tầm ảnh hưởng của phương tiện truyền thông này với chính quyền thứ hai của ông Trump. Mặc dù các mạng lưới truyền hình phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, các công ty khởi nghiệp truyền thông được khán giả trẻ tuổi ưa chuộng, nhưng truyền hình cáp dường như vẫn là vua đối với ông Trump. Theo nguồn tin dấu tên của Politico, tổng thống đắc cử và các cố vấn chuyển giao chính quyền đang xem xét các ứng cử viên từ một căn phòng tại Mar-a-Lago. Phòng được trang bị TV giúp ông có thể xem các đoạn phim truyền thông và tiểu sử của các ứng cử viên trên màn hình. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang đau đầu trong việc quyết định ai sẽ làm bộ trưởng tài chính, chức vụ kinh tế quyền lực nhất trong nội các sắp tới của ông. Theo tờ Politico, các ứng cử viên cho vị trí này hiện bao gồm tỷ phú Howard Lutnick, đồng chủ tịch nhóm chuyển giao của ông Trump, ông Scott Bessent, giám đốc điều hành một quỹ đầu tư, cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED Kevin Walsh, thượng nghị sĩ Brian Hagerty, Đảng Cộng Hòa, giám đốc điều hành Apollo Global Management, Mark Rowan và cố vấn kinh tế lâu năm của ông Trump là ông Robert Lighthizer. Trong đó, Bloomberg cho biết, ông Bassen đang được xem xét cho một vai trò trong Hội đồng Kinh tế Quốc gia, nhưng ông vẫn đang chờ quyết định cuối cùng về vị trí Bộ trưởng Tài chính. Trong khi đó, ông Kevin Walsh là chuyên gia nghiên cứu tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford, nổi tiếng với quan điểm cứng rắn về lạm phát và thâm hụt ngân sách. Trước đây, ông từng làm việc tại Morgan Stanley và giữ vai trò cố vấn kinh tế tại Nhà Trắng từ năm 2002 đến năm 2006. Sau đó, ông được cựu Tổng thống Gerald W. Bush bổ nhiệm làm thống đốc Fed vào năm 2006 trước khi rời vị trí này vào năm 2011. Ông Mark Rowan hiện là CEO của Apollo Global Management, cũng rất đáng chú ý khi đã dẫn dắt công ty trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên thế giới trong lĩnh vực tài sản, thay thế như tín dụng doanh nghiệp và vốn cổ phần tư nhân. Trong số các ứng viên, tỷ phú Elon Musk công khai ủng hộ ông Scott Bessent, còn Bộ trưởng Y tế tương lai Robert F. Kennedy Jr. lại nghiêng về ông Howard Lunick. Trong khi đó, những người ủng hộ chính sách thuế quan bảo hộ đã vận động để đưa cựu đại diện thương mại của ông Trump là ông Robert Lighthizer vào vai trò này theo đó ông amin harry cựu trợ lý bộ trưởng tài chính dưới thời tổng thống gerald david bush và là đồng minh của ông trump nhận định việc tổng thống đắc cử từ lâu đã rất nhạy cảm với thị trường chứng khoán và lãi suất hai lĩnh vực mà bộ trưởng tài chính có ảnh hưởng rất lớn từ đó ông henry nói bộ trưởng tài chính mỹ nên thức dậy mỗi sáng và tập trung vào việc thúc đẩy quyền bá chủ kinh tế của mỹ nghĩa là trở thành người ủng hộ chính cho các chính sách như đồng đô la mỹ mạnh tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ phát hành chứng khoán sự lựa chọn của ông Trump tại Bộ Tài chính phải coi những nguyên tắc này là bất khả xâm phạm. Đáng chú ý, những thách thức mà Bộ trưởng Tài chính tiếp theo phải đối mặt có thể rất lớn. Nhiệm vụ của Bộ bao gồm phát hành nợ của Mỹ, hoạch định các vấn đề an ninh quốc gia về kinh tế, chính sách thuế và sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Bộ trưởng cũng có thể ảnh hưởng đến định hướng của chính sách công nghiệp, thương mại và đối ngoại. Tổ hợp phòng không Sam-T, NLG nâng cấp của Pháp sẽ mang tới khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh tương tự KH-47M2 Kinza. Theo giới chuyên gia, tính hiệu quả của tổ hợp phòng không Patriot trong việc chống lại tên lửa siêu thanh Kinza trên chiến trường Ukraine là không rõ ràng. Ngay cả khi thực sự bắn hạ được Kinza, thì hiệu quả của Patriot trong việc chống lại giao găm Nga chỉ vào khoảng 25%. Cụ thể, để đánh chặn mục tiêu như vậy, cần phải phóng toàn bộ 32 tên lửa có sẵn trên bệ phóng. Dự báo các cuộc xung đột trong tương lai sẽ chứng kiến việc sử dụng vũ khí siêu thanh ngày càng nhiều hơn. Bởi vậy việc phát triển phương tiện đánh chặn mới là tối cần thiết. Mới đây, Tổng cục Vũ khí DGA của Bộ Quốc phòng Pháp đã thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với tên lửa phòng không mới nhất, loại Aster 30 B1NT, một thành phần của hệ thống SAMT NG đầy hứa hẹn. Theo thông báo, SAMT NG là tổ hợp tên lửa phòng không mặt đất và cũng sẽ được sử dụng như một phần của lưới lửa phòng thủ trên các tàu chiến của Hải quân Pháp và Italia. Nhưng mặt khác, sự kiện trên rất quan trọng bởi tên lửa này sẽ trở thành yếu tố cốt lõi của hệ thống phòng không SAMT NG bắt đầu sản xuất vào năm 2026. Đặc biệt trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Pháp có kế hoạch tăng tốc tiếp nhận vũ khí. Đặc điểm phiên bản cơ sở của tên lửa phòng không Aster 30, khối lượng phóng 450 kg, chiều dài thân 4,9 m, tầm bắn được công bố lên tới 120 km đối với mục tiêu khí động học hoặc 60 km khi đánh chặn tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, đối với hệ thống tên lửa phòng không SAMT NG đầy hứa hẹn giới quan sát cho rằng tổ hợp này sẽ có cự ly phát hiện mục tiêu trên không lên đến 350 km và tầm tấn công không dưới 150 km. Đồng thời, danh sách các mục tiêu có thể bắn hạ phải bao gồm tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên đến 600 km. Đặc biệt hơn, Bộ Quốc phòng Pháp đã công khai tuyên bố rằng tổ hợp Chamte NG được tạo ra nhằm bắn hạ cả KH-47M2 Kinza của Nga. Theo kế hoạch, các cuộc thử nghiệm hỏa lực đầu tiên của hệ thống Chamte NG sẽ diễn ra vào tháng 10 năm sau. Đến năm 2030, Lực lượng vũ trang Pháp sẽ nhận được 8 tổ hợp như vậy và thêm 4 tổ hợp nữa vào năm 2034. Bản thân người Pháp khẳng định rằng công việc nghiên cứu Shamte NG chỉ bắt đầu vào năm 2023. Tổ hợp này phải giữ lại tất cả những ưu điểm của tổ hợp tiền nhiệm với tên gọi Shamte. Bên cạnh đó, phiên bản mới nổi bật nhờ khả năng hoạt động tốt trong điều kiện đối phương sử dụng thiết bị tác chiến điện tử với mật độ dày đặc và cả những cuộc tấn công mạng. Đây rõ ràng là một vũ khí cực kỳ hứa hẹn. Bộ Quốc phòng Australia mới đây xác nhận đã nhận 46 xe tăng Abrams thế hệ mới đầu tiên từ Mỹ trong phiên bản sửa đổi M1A2 SEPV3. Dịch vụ giám sát đã ghi lại hoạt động của máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17 Globemaster từ Mỹ đến Australia. Tổng cộng, Canberra dự định mua 75 chiến xa Mỹ phiên bản mới để thay thế cho chiếc M1A1 đã lỗi thời. Bộ Quốc phòng Australia hiện có 59 phương tiện như vậy đã bị cho ngừng hoạt động. Cần lưu ý, Ukraine trước đó đã đàm phán với Australia về việc chuyển giao số xe tăng M1A1 bị loại biên, hầu hết chúng không được sử dụng quá nhiều và vẫn hoạt động. Một số yêu cầu phải sửa chữa lớn hoặc có thể trở thành nguồn cung cấp phụ tùng thay thế. Bộ quốc phòng Australia hồi giữa tháng 10 năm nay cũng thông báo cho biết, nước này sẽ ủng hộ Ukraine thông qua việc tặng Ukraine 49 xe tăng M1A1 Abrams. Món quà gồm 49 xe tăng mà Australia công bố dành tặng Ukraine khi đó đã nâng gói hỗ trợ quân sự của nước này dành cho Ukraine lên đến 1,3 tỷ đô la Úc và tổng gói hỗ trợ lên đến 1,5 tỷ đô la Úc. Được biết, xe tăng M1A1 Abrams từng là phương tiện quan trọng của quân đội Úc khi cung cấp khả năng phòng thủ đáng kể trước hỏa lực của đối phương và các thiết bị nổ ngẫu nhiên. Tuy nhiên vào năm 2022, Úc đã quyết định thay thế xe tăng M1A1 Abrams bằng xe tăng M1A2. M1A1 Abrams là dòng xe tăng chủ lực do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất năm 1985. Năm 1986 sẽ tăng bắt đầu được đưa vào biên chế của quân đội Mỹ. Các mẫu M1A1 hiện đã được Mỹ nâng cấp lên phiên bản M1A2 SEPV3 với những cải thiện, tăng khả năng sống sót trước nhiều mối đe dọa, cung cấp hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số với nhiều loại đạn mới hơn. Mới đây, tờ Financial Times dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller cho biết Họ sẽ cảnh báo chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rằng nước này sẽ không thể tiếp tục đối xử như bình thường với lực lượng Hamas sau khi được tin một số nhà lãnh đạo trong nhóm đã chuyển trụ sở đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Miller nói thêm rằng ông không thể xác nhận hoặc phủ nhận các báo cáo rằng các quan chức từ lực lượng Palestine đã chuyển trụ sở từ Qatar đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông cho rằng Mỹ không muốn rằng thủ lĩnh của Hamas có mặt tại bất kỳ đâu, đặc biệt là tại một thành phố lớn của một trong những đồng minh của Mỹ. Trong khi đó, một nhà ngoại giao khối Ả Rập nói với tờ Financial Times rằng một số quan chức của Hamas đã chuyển trụ sở từ Qatar sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Doha đình chỉ vai trò là bên trung gian trong các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Gaza và đảm bảo việc thả những con tin còn lại bị giam giữ ở giải Gaza. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này không rõ liệu việc các quan chức Hamas chuyển trụ sở đến Hoa Kỳ là vĩnh viễn hay tạm thời. Tương tự, một nguồn tin thứ hai của Financial Times cho biết một số quan chức Hamas đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một quan chức Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết các thành viên của Bộ Chính trị Hamas thỉnh thoảng đến thăm quốc gia này nhưng khẳng định rằng những tuyên bố về Bộ Chính trị Hamas đã chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ không phản ánh đúng thực tế. Trái ngược, một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ thông tin Hamas đã chuyển văn phòng chính trị từ Qatar sang Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời lưu ý các thành viên Hamas chỉ thỉnh thoảng đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Hamas cũng bác bỏ các báo cáo này, coi đây là tin đồn mà Israel đang cố gắng công bố theo thời gian. Qatar đã trở thành nơi đặt văn phòng chính trị của Hamas kể từ năm 2012 và là một trong những bên hòa giải chính cùng với Hoa Kỳ và Ai Cập làm trung gian trong một thỏa thuận đảm bảo việc thả các con tin Israel và lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một năm vừa qua ở Gaza. Các quan chức Mỹ hy vọng rằng tiến triển với Liban trong việc chấm dứt xung đột giữa Hezbollah và Israel, qua đó có thể thúc đẩy các cuộc đàm phán Hamas-Israel. Ông Amos Hattin, cố vấn cấp cao của Tổng thống Joe Biden, đã đến thủ đô Liban để cố gắng thúc đẩy các cuộc đàm phán này. Liên minh ba bên AUKUS gồm Mỹ, Anh, Australia vừa công bố sáng kiến tăng tốc thử nghiệm và triển khai tên lửa siêu thanh cùng các công nghệ liên quan, thể hiện cam kết hợp tác sâu rộng để duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực quốc phòng công nghệ cao. Theo đó, Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Australia và Bộ Quốc phòng Anh vừa qua đã đồng thời ra tuyên bố công bố sáng kiến mới mang tên High Fleet được triển khai theo trụ cột 2 của AUKUS, tập trung vào chia sẻ công nghệ tiên tiến giữa ba quốc gia. Theo kế hoạch, sẽ có 6 đợt thử nghiệm chung được thực hiện trước năm 2028 với tổng ngân sách 252 triệu đô la Mỹ. Bà Hedesiu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách nghiên cứu và kỹ thuật cho biết: "Chúng tôi đang tăng cường khả năng phát triển và cung cấp công nghệ siêu thanh cả tấn công lẫn phòng thủ thông qua loạt thử nghiệm ba bên. Điều này sẽ đẩy nhanh tiến độ trong các khái niệm và công nghệ quan trọng. Dự án không chỉ giúp tăng tốc thử nghiệm mà còn tận dụng nguồn lực và cơ sở vật chất của cả ba nước với sự hỗ trợ từ hơn 90 nhà cung cấp đến từ các quốc gia AUKUS và đồng minh liên minh châu Âu EU." Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healy nhấn mạnh, thỏa thuận mang tính bước ngoặt này sẽ đặt liên minh AUKUS ở vị trí hàng đầu về công nghệ quốc phòng chiến thắng, tăng cường an ninh tập thể và góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong một thế giới ngày càng phức tạp và nguy hiểm. Bên cạnh đó, Australia mô tả hai fleet là một dấu mốc trong hợp tác ba bên, nhấn mạnh rằng sáng kiến này sẽ đưa mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới. Hiện tại, Mỹ và Anh vẫn đang bị tụt lại phía sau Nga và Trung Quốc trong phát triển vũ khí siêu thanh. Nga đã triển khai các tên lửa siêu thanh đầu tiên từ năm 2017 với tên gọi KH-47 Kinza và gần đây là Zircon tên lửa hành trình chống hạm được sử dụng trong xung đột với Ukraine. Trung Quốc cũng không kém cạnh với tên lửa DF-ZF, được triển khai từ năm 2019. Trong khi đó, Mỹ dù đã thử nghiệm thành công lần đầu vào năm 2017, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc hoàn thiện và triển khai lại vũ khí này. Anh dự kiến đến năm 2030 mới có thể phát triển tên lửa hành trình siêu thanh đầu tiên. Australia đã hợp tác với Mỹ trong các dự án siêu thanh suốt hơn 15 năm, nhưng phần lớn chỉ tập trung vào nghiên cứu và thử nghiệm. Mặc dù dự án High Fleet được kỳ vọng sẽ tăng tốc phát triển công nghệ, nhưng các chi tiết cụ thể về loại công nghệ và vũ khí sẽ được thử nghiệm vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, hai fleet hứa hẹn sẽ mang lại giá trị thương mại đáng kể, ước tính lên tới 1,27 tỷ đô la Mỹ. Sự hợp tác này không chỉ là bước tiến quan trọng trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện hữu, mà còn là minh chứng cho khả năng phối hợp giữa các quốc gia trong AUKUS. AUKUS được thành lập vào năm 2021, bao gồm hai trụ cột chính, gồm Pillar One tập trung hỗ trợ Australia sở hữu tàu ngầm năng lượng hạt nhân trong khi PL2 mở rộng hợp tác công nghệ. Theo giới chuyên gia, PL2 không chỉ giới hạn trong ba nước mà còn có thể mở rộng cho các đối tác khác như Canada hoặc Nhật Bản. Việc thúc đẩy hai fleet cho thấy AUKUS đang ngày càng khẳng định vai trò chiến lược, giúp liên minh này duy trì lợi thế trên chiến trường và củng cố trật tự quốc tế trong bối cảnh đầy biến động. Chuyển sang những thông tin về diễn biến tình hình ở Trung Đông. Thưa quý vị, mới đây, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đã rời Trung Đông sau nhiều tháng hoạt động, chuyển sang khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hiện không còn tàu sân bay Mỹ ở khu vực này. Mới đây, một quan chức Mỹ đã xác nhận với tờ Business Insider rằng, tàu sân bay duy nhất của Hải quân Mỹ ở Trung Đông, USS Abraham Lincoln, đã rời khỏi khu vực này sau nhiều tháng hoạt động. Theo đó, USS Abraham Lincoln đã đi vào khu vực hạm đội 7 Mỹ chịu trách nhiệm bao gồm phần lớn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Có 3 tàu khu trục lớp Arleigh là USS Frank Peterson Jr., USS Michael Murphy và USS Spruance, hộ tống USS Aram Lincoln. Vị quan chức này xác nhận hiện tại không có tàu sân bay Mỹ ở Trung Đông. Trước đó cũng có giai đoạn tương tự là vào tháng 6, khi USS Dwight Eisenhower rời đi sau nhiều tháng chiến đấu với Hầu Thi. USS Dwight Eisenhower đã trở về Norfolk Virginia vào tháng 7 sau hơn 8 tháng triển khai. Sau đó, USS Theodore Roosevelt đến tiếp quản vị trí của USS Dwight Eisenhower tại Trung Đông. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tiến vào Trung Đông vào tháng 8 và hoạt động song hành với USS Theodore Roosevelt trong nhiều tuần. Đến tháng 9, USS Theodore Roosevelt rời khỏi khu vực. Kể từ đó, USS Abraham Lincoln tham gia vào chiến dịch chống thi hiện chưa rõ khi nào Hải quân Mỹ có thể triển khai tàu sân bay mới vào Trung Đông. Hải quân Mỹ hiện sở hữu 11 tàu sân bay, các tàu sân bay có tuổi thọ khoảng 50 năm và sau một nửa thời gian chúng sẽ trải qua một cuộc đại tu lớn. Quá trình này có thể mất vài năm. Mỹ hiện có bốn hàng không mẫu hạm đang được bảo trì, bao gồm USS George Washington Bush, USS Gerald Ford, USS Johnstonis, USS Nimitz. Lầu Năm Góc khẳng định sự hiện diện của Hải quân Mỹ bao gồm cả các nhóm tác chiến tàu sân bay nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Israel. Đầu tháng này, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai thêm tàu khu trục và máy bay quân sự đến Trung Đông, bao gồm chiến đấu cơ và máy bay ném bom B-52, và lực lượng này sẽ đến trong những tháng tới khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln rời khỏi khu vực. Song song với đó, người phát ngôn của Houthi, Iaia Sare cũng tuyên bố đã phóng tên lửa vào tàu biển Anadolu-S mang cờ Panama trên Biển Đỏ. Ông Saray cho biết hầu thi đã tấn công trực tiếp vào thân tàu. Ông nói thêm rằng con tàu trở thành mục tiêu vì vi phạm lệnh cấm vào các cảng của Palestine bị chấm đóng. Theo cơ sở dữ liệu Marine Traffic, tàu chở hàng Anadolu-S có hải trình từ Alexandria của Ai Cập đến cảng Qasim của Pakistan. Lần cuối cùng tàu Anadolu-S thông báo vị trí là sáng sớm ngày 16 tháng 11 khi nó ở trung tâm Biển Đỏ. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, đã công bố các hoạt động chuẩn bị cho kế hoạch quân sự thứ ba nhằm vào Israel. Kế hoạch này có mật danh "True Promise Trong đó, các chỉ huy Iran đã xác định được 80 mục tiêu quân sự ưu tiên nằm sâu trong lãnh thổ Israel. Bộ chỉ huy quân đội Iran khẳng định, bước đi này nhằm thể hiện quyết tâm của Iran trong việc đáp trả các hành động của phía Israel và hỗ trợ các đồng minh của nước này trong khu vực. Đáng chú ý, trong những cập nhật mới nhất, các bước chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất. Và chiến dịch có thể bắt đầu ngay sau khi có lệnh từ Tổng tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo, IRGC, Thiếu tướng Hossein Salami. Theo đại diện của IRGC, tất cả các nguồn lực và lực lượng cần thiết đã được tập trung tại các khu vực chiến lược. Được biết, nhiều thông tin cho thấy, kế hoạch đã phát triển này bao gồm nhiều hành động, trong đó có các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng và quân sự quan trọng của Israel. Thiếu tướng Hossein Salami cũng đã tuyên bố, IRGC sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa đến từ Israel và có ý định hành động quyết đoán trong trường hợp khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Phía Iran cũng nhấn mạnh rằng chiến dịch này sẽ là phản ứng trước hành động của Israel và nhằm bảo vệ lợi ích của thế giới Hồi giáo. Đáng chú ý, người đứng đầu IRGC cảnh báo rằng, ngay cả với sự hỗ trợ của hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Mỹ mới được triển khai gần đây tại Israel, nó cũng sẽ không thể ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai từ Tehran. Cụ thể, ông Salami nói, Cũng giống như các hệ thống chống tên lửa Arrow đã không hoạt động trong chiến dịch Chuprom các hệ thống THAAD cũng sẽ không hoạt động. đừng dựa vào THAAD, chúng có khả năng hạn chế. Sau vụ không kích đáp trả của Israel vào Iran hồi cuối tháng 10 vừa qua, phó điều phối viên lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) chuẩn tướng Mohammad Reza Naki nhấn mạnh trong tương lai gần thế giới sẽ chứng kiến một đòn giáng nghiền nát sau hàng loạt động thái nhằm bảo vệ lợi ích của Iran trong khu vực. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khi đó cũng cảnh báo. Tehran có thể làm giảm đáng kể năng lực quân sự của Israel bằng cách tấn công với lực lượng lớn hơn so với cuộc tấn công ngày 1 tháng 10. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Iran nói rằng Israel không để lại cho Tehran lựa chọn nào khác, ngoài việc đáp trả toàn diện các cuộc tấn công gần nhất của Israel vào nước này. Ông Ali Hassan Khalil, trợ lý chủ tịch quốc hội Liban, Nabi Berry, vừa qua thông báo cho biết chính phủ Liban đã phản hồi bằng văn bản đến đại sứ Mỹ Lisa Johnson tại Beirut cho hay nước này và nhóm Hezbollah chấp nhận dự thảo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đưa ra để chấm dứt xung đột Hezbollah-Israel. Ông Khalil nói, nhóm vũ trang Hezbollah cũng ủng hộ ông Nabi Beri, người được đánh giá là đồng minh lâu năm của tổ chức này, đứng ra đàm phán ngừng bắn với Israel. Ông đồng thời xác nhận đặc phái viên Amos Hochstein của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Beirut để tiếp tục thảo luận về thỏa thuận. Theo đó, ông Khalil cho hay, Liban đã bổ sung một số bình luận cho dự thảo với tinh thần tích cực tuân thủ nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc cùng tất cả các phụ lục bổ sung. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết các phản hồi của Liban về phía Mỹ. Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từng chấm dứt cuộc xung đột trước đó giữa Hezbollah và Israel vào năm 2006. Các điều khoản của nghị quyết này yêu cầu Hezbollah không được hiện diện vũ trang ở khu vực biên giới giữa Israel và Liban và sông Litani, chảy cách biên giới khoảng 30 km về phía Bắc. Ông Khalil cũng cho biết, thành công của sáng kiến này hiện phụ thuộc vào Israel. Trong khi đó, Israel từ lâu cho rằng nghị quyết 1701 chưa bao giờ được thực hiện đúng cách. Theo nước này, vũ khí và quân Hezbollah vẫn hiện diện dọc biên giới. Liban thì cáo buộc Israel có các động thái vi phạm, bao gồm việc điều khiển máy bay chiến đấu trong không phận Liban. Israel hiện cũng chưa bình luận về thông tin. Trong khi đó, nhóm vũ trang Hezbollah vốn ủng hộ lâu năm Chủ tịch Quốc hội Liban, Nabi Berri, đàm phán về lệnh ngừng bắn. Đây là các nỗ lực đàm phán lớn nhất liên quan đến việc kết thúc xung đột từ trước đến nay. Về vấn đề này, Ông Khalil cho rằng Israel đang cố gắng đàm phán trong hỏa lực, ám chỉ đến việc tiếp tục ném bom Beirut và các vùng ngoại ô phía Nam do Hezbollah kiểm soát. Theo đó, trợ lý chủ tịch quốc hội Liban nhấn mạnh, điều này sẽ không ảnh hưởng đến lập trường của chúng tôi. Kể từ hồi cuối tháng 9, Israel đã thường xuyên thực hiện nhiều cuộc ném bom vào mục tiêu ở Li-bang. Ngoài ra, Israel cũng tiếp tục gửi quân bộ binh áp sát các khu vực Liban sau khi lực lượng Hezbollah bắt đầu cuộc xung đột ở giải Gaza. Chính quyền Liban cho biết có hơn 3.440 người đã thiệt mạng kể từ khi Hezbollah và Israel bắt đầu cuộc giao tranh vào tháng 10 năm ngoái. Vừa qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập khu vực phi vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Trung Đông. Cụ thể, trong thông điệp video gửi đến phiên họp thứ 5 của hội nghị về việc thiết lập khu vực Trung Đông phi vũ khí hạt nhân chiến thuật và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, ông Guterres cho biết ý tưởng về một khu vực như vậy đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng với các cuộc xung đột trong khu vực đang diễn ra dữ dội và căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Mục tiêu này đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Ông Guterres lưu ý, trong hơn một năm qua, giải Gaza đã trải qua cơn ác mộng không ngừng, đe dọa nhấn chìm toàn bộ khu vực, cũng như tình hình ngày càng căng thẳng ở Liban. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng thúc đẩy ngừng bắn, trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các con tin, đồng thời bắt đầu tiến trình không thể đảo ngược hướng tới giải pháp hai nhà nước. Ông khẳng định, việc xây dựng tương lai hòa bình và an ninh bền vững không chỉ ở Trung Đông mà trên toàn thế giới, phụ thuộc vào việc thế giới tiếp tục theo đuổi các mục tiêu giải trừ vũ khí. Theo Guterres, Hiệp ước vì tương lai được thông qua vào tháng 9, cam kết hướng tới thế giới không có vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học. Theo đó, việc đạt được điều này tại Trung Đông sẽ là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu trên. Ông nhấn mạnh, tổ chức Nihon Hidankyo của những nạn nhân Nhật Bản sống sót sau các cuộc tấn công bằng bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki đã giành giải Nobel Hòa Bình năm nay qua đó chứng minh động lực toàn cầu mới trong việc loại bỏ vũ khí hạt nhân chiến thuật hoàn toàn và mãi mãi. Theo đó, hiệp ước vì tương lai gồm 42 trang đã nêu rõ 56 hành động cụ thể như cam kết về chủ nghĩa đa phương, duy trì hiến trương Liên Hợp Quốc và gìn giữ hòa bình, kêu gọi cải cách các tổ chức tài chính quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thực hiện những nỗ lực mới để ứng phó với biến đổi khí hậu, nghèo đói, xung đột vũ trang, thúc đẩy giải trừ vũ khí và định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Bên cạnh đó, hiệp ước còn nhấn mạnh niềm tin vào con đường dẫn đến tương lai tươi sáng hơn cho toàn thể nhân loại. Với đa số ý kiến tán thành, hiệp ước vì tương lai được thông qua trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng toàn cầu đã làm nổi bật nhu cầu cải tổ Liên Hợp Quốc và các hệ thống tài chính quốc tế. Những thách thức này bao gồm các cuộc xung đột ở Ukraine, giải Gaza và Sudan, nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu chậm trễ, các vấn đề nợ công lan rộng, mối lo ngại về công nghệ phát triển mà không có sự quản lý thưa quý vị thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên vtc news ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại